ba em mới mua một chiếc xe cũ, một chiếc xe Attila cũ chỉ có 1,5 triệu thôi mà. Hai đứa em đi 4-5 tiếng đồng hồ mới tới, cái xe nó chạy không nổi luôn. Có lúc lên dốc ha, đi xuống đẩy, rồi nhiều khi xe đạp điện nó còn chạy qua mặt em luôn. Trong thời gian 2 năm làm ô tô em mắc nợ gần 70 triệu. Nói anh hai ơi, mua cho em cái này, mua cho em cái kia, em cũng không mua được. Lúc mà sắp thành công rồi là cũng không được hát nữa. Bây giờ hai bạn có muốn chơi một cái thử thách này với anh không? Tên tên tên. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây? Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen. Sao nè? Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. 33, 33 còn 33, 33. Chào mừng mọi người đến với chương trình Real Life và tôi là Mario. Hiện tại thì Mario đang đứng tại chung cư cực kỳ là vui nhộn. Và hôm nay Mario muốn dẫn mọi người đến gặp một cô đào hát của đoàn Loto Hương Nam. Bạn ấy tên là Túc Túc và bây giờ mọi người cùng theo chân Mario nha. Em tên là Quang Phú, tên đại diện của em là Túc Túc. Năm nay em 25 tuổi, em đến từ đoàn hát Loto Hương Nam. Chào em, anh là Maro, anh đến từ chương trình Real Life. Cơ duyên nào đã đưa em đến với nghề lô tô này? Hồi lúc nhỏ thì em cũng có xem lô tô rồi, nhưng mà em cũng không có đam mê nhiều, chỉ là thích xem thôi. Thì sau này thì ở thành phố mình bắt đầu lô tô được nhiều người biết đến, thì em được bạn của em giới thiệu và dắt em đi xem lô tô ở thành phố mình, rồi bắt đầu em mới có đam mê và em thích. Năm rồi thì Hương Nam có tổ chức cuộc thi lô tô Got Talent, giờ em đăng ký rồi em được nhận vô. Em come out từ khi nào? Nói chung em cũng không có come out, thì từ nhỏ thì tính tình em đã như vậy là ba mẹ em cũng đã biết rồi. Sau này thì em nói em đi hát, thì đầu vô thì mẹ em thì cũng bình thường thoải mái, nhưng mà kiểu như là không biết là mình có làm được không. Sau thời gian cố gắng thì bây giờ em cũng được diễn ở Hương Nam, cũng được một số bạn biết đến, thì mẹ em cũng rất là vui. Em nhận ra cái giới tính của mình từ khi nào? Giới tính của mình thì mình nhận ra từ rất là nhỏ, nhưng mà đến chừng 15-16 tuổi thì mình sẽ không có biết là quen con trai hay là quen con gái, hay là mình chỉ là cái tính mình là cái tính như vậy thôi. Thì em cũng có quen một bạn nữ, sau đó thì em mới cảm giác là nó không phải là tình yêu mà nó kiểu như là xem như là người thân của mình. Giống như chi kỷ đúng không? Đúng rồi. Để mình có thể chia sẻ được những thứ trong cuộc kiểu sống. Kiểu như bạn nó giúp đỡ mình trong việc học rồi hay phụ mình này kia nọ, thì mình cảm kích đó. Thì sau năm lớp 10 biết là mình thích con trai nhiều hơn con gái. Thì lúc mà em biết được giới tính của mình như vậy á, chắc chắn thì các bạn ở xung quanh em cũng như là bạn học của em thì người ta cũng nhận ra được một ít về cái giới tính của em. Thì trong cái khoảng thời gian đi học đó, em có bị những lời đàm tiếu hoặc là những câu mà làm cho bản thân mình cảm thấy buồn không? Mấy bạn thì cũng đã biết cái tính mình như vậy rồi, nhưng mà kiểu như là nhiều bạn thì người ta cũng hay ghẹo. Thì lúc đầu thì em buồn, lúc sau thì em cảm giác bình thường, tại vì mình sống cho mình chứ không phải là mình sống cho ai hết, nên là em cởi mở hơn về giới tính của mình, thì vui vẻ giỡn hơn. Thì trong lớp em thì hay kêu em bằng chị ba, là chị của mấy đứa đó. Còn về chuyện tình yêu thì em đã yêu bao nhiêu người? Từ mới bắt đầu yêu đến bây giờ thì em có trải qua 4 mối tình. Thì năm 17 tuổi thì em có bắt đầu là đó gọi là mối tình đầu tiên chính thức, có quen một cái anh đó. Thì nói chung là lúc đó em cũng mới lớn, với lại em cũng rất là ngại khi ra đường mà đi hai người, nên là mối tình cũng không kéo dài được bao lâu, chỉ 1-2 tháng thì kết thúc. Sau một thời gian thì em có quen một bạn nữa, thì lúc này thì chính bạn này là người mình hay dẫn em đi cà phê hay nói chuyện ở chỗ đông người, thì từ từ em mới dạn dĩ hơn, rồi em mới bắt đầu gặp tiếp xúc với những bạn tiếp theo. Mối tình thứ ba là mối tình 3 năm của em. Mối tình này rất là sâu đậm, tại vì khi em quen bạn đó là khi bạn đó không có việc làm, không có gì hết, thì hai đứa hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đến một ngày bạn đó có công việc làm ổn định, bạn đó bắt đầu có những mối quan hệ mới, bắt đầu tụi em bắt đầu xa ra dần dần. Rồi một ngày bạn đó nói có người muốn giúp đỡ bạn đó,
cho bạn đó mượn tiền để giúp cho mẹ thì tụi em kết thúc. Nhưng mà lúc kết thúc thì bạn đó có nói một câu, đợi bạn đó khi nào mà bạn đó đi làm, bạn đó có nhiều tiền hơn, lo lắng được cho gia đình và lo lắng được cho em, bạn đó sẽ quay lại. Nhưng mà sau cái khoảng thời gian mà bạn đó nói thì em định đợi, thì em mới phát hiện ra bạn đó có rất là nhiều những cái mối quan hệ khác nữa, quyết định là không gặp nữa. Có lẽ thì cái mối tình mà ghi lại cho em nhiều dấu ấn nhất. Dạ đúng rồi. Thì theo anh biết thực á, là cái chuyện chia tay trong cộng đồng LGBT của mình nó rất là đau khổ. Thì làm sao em có thể vượt qua được cái nỗi buồn đó, và khi một người em thương như vậy? Lúc đầu thì em cũng rất là đau khổ, kiểu như là mất hết, em không muốn làm gì nữa hết. Nhưng mà sau 1-2 tuần thì bắt đầu em ngồi với bạn của em, những cái người bạn thân của em, rồi em mới suy nghĩ thật là kỹ. Tại vì nếu như mà mình bây giờ mình cứ chờ đợi, rồi mình cứ trông chờ vào những cái thứ gì đó, người ta chỉ hứa miệng thôi, người ta đâu có chắc chắn. Em thấy mẹ em đồ, rồi ba em đi làm cực quá, rồi bắt đầu đi kiếm công việc làm. Rồi em không còn suy nghĩ, không còn nhớ nhiều đến chuyện tình cảm để cho nó mau nguôi ngoai. Túc nè, công việc là mình phải hóa thân thành một cô đào hát, rồi mình phải làm móng sơn móng. Thì cái người bạn trai của em có vấn đề, có nói gì không? Lúc đầu thì chính em cũng không thích giả nữ. Thì hiện tại thì người yêu của em cũng là người hát lô tô chung với em luôn. Và bạn đó cũng là một bạn giả nữ để hát luôn. Ôi, cái này là một điều rất là bất ngờ nha em. Thì bây giờ em có thể nói cho anh và quý vị khán giả biết được là cái bạn trai hiện tại của em nha, thì hai người có sống chung và hàng ngày, công việc hàng ngày của em và bạn đó như thế nào? Hiện tại thì em với bạn trai vẫn sống chung, và hai đứa em công việc hiện tại thì vẫn là đi hát lô tô. Những cái ngày thường nghỉ không có việc làm thì chị Su trưởng đoàn có bán đồ ăn vặt online, thì tụi em sẽ phụ như là chốt đơn, gói hàng để có thêm thu nhập những cái ngày thường. Cho anh hỏi là em và bạn đó quen nhau thì gia đình hai bên biết không? Dạ biết ạ. Em với bạn đó quen nhau cũng được 3 năm rồi. Thì gia đình em cũng biết bạn đó, và gia đình bạn đó cũng biết em cũng hay về quê bạn đó chơi. Thì bây giờ Túc có thể cho anh và khán giả gặp cái bạn trai hiện tại của em. Dạ được ạ, vậy em mời mọi người lên nhà. Ok, mình đi nha. Em, anh thấy ở đây cũng đông dân cư đúng không? Dạ đúng rồi anh, ở đây là... Hello. Vậy giới thiệu với anh, đây là Vinh, là tên đi hát là Tú Quỳnh, là bạn trai của em. Đây là anh Mario, đến từ chương trình Relay. Dạ chào anh, chào em. Dạ rồi, em mời anh ăn sáng. Ok. Lại có lộc ăn nữa em. Anh đi quay chương trình Relay tập nào khách mời cũng cho anh ăn. Vinh có thể giới thiệu cho khán giả biết là Vinh đang làm công việc gì và bao nhiêu tuổi không? Dạ em năm nay 26 tuổi. Hiện tại là em là thành viên của gánh hát của tôi Hương Nam. Những ngày đi hát thì em đi hát cho gánh hát của tôi Hương Nam. Xong những ngày không đi hát thì em ở nhà phụ cho chị Su Su, theo dặn Su Su để kiếm hương, để xây sở cuộc sống hàng ngày. Túc, em có thể kể cho anh và mọi người biết là cái cơ duyên nào mà em và Vinh đến với nhau? Thì em với lại Vinh biết nhau, nói chung không phải là biết, mà lúc em 17 tuổi thì Vinh có nhắn tin với em rồi, nhưng mà lúc đó thì chưa gặp nhau lần nào hết, thì em cũng chưa đồng ý. Đó mấy năm sau thì tụi em mới đi sinh nhật chung, thì gặp nhau thì Vinh giả nữ, thì trong cái lần đó thì em cũng không thích, mặc dù rất là lồng lộn, rất là đẹp, nhưng mà em không thích. Thì về nhắn tin thì em mới nói là em không chịu quen, tại vì bây giờ quen mà giả nữ như vậy thì sao quen, rồi bạn bè em sẽ cười, sẽ nói này nọ. Cái Vinh mới hứa với em là sẽ không có giả nữ nữa, sẽ thay đổi nếu mà em chấp nhận quen. Thì bắt đầu thì em mới tìm hiểu, mới nói chuyện nhiều hơn, lên ở chung luôn. Bên ơi, cho anh hỏi một tí xíu là trong công việc hát lô tô của em á, em phải giả mình hóa thân thành cô đào hát á, thì bên phía gia đình của em thì mọi người biết không? Dạ, phía gia đình em mọi người biết em là gay luôn, nhưng mà gia đình không có nói, gia đình chỉ buồn thôi mà không có nói ra. Rồi em có tự miệng mình nói cho bố mẹ nghe là em thuộc người cộng đồng của LGBT không? Dạ em chưa dám nói. Tới bây giờ vẫn chưa nói luôn. Dạ. Thì anh nghĩ là chắc ba mẹ cũng biết rồi, nhưng mà đôi lúc thì làm bực cha mẹ mà.
hiểu được tính tình con của mình. Nhưng mà anh nghĩ là sau này nếu mà có một cái thời gian nào đó mà Vinh có thể là ngồi lại nói chuyện với bố mẹ, anh sẽ nghĩ là rất là hay luôn. Tùy bố mẹ chỉ cần mình trả lời một câu và nói cho bố mẹ nghe để cho bố mẹ yên tâm hơn. Còn Túc với Vinh quen nhau vậy đó thì có cái kỷ niệm nào vui buồn không? Có thể kể cho anh và mọi người nghe không? Kỷ niệm thì chắc nhiều lắm. Nhưng mà lúc mà quen em thì do một khoảng thời gian là em buồn rồi. Xong rồi lớp em không có công việc làm á, thì em bị thiếu tiền người ta. Thì Vinh mới chủ động, Vinh nói là bây giờ Vinh bán cái xe trả nợ cho em. Thì lúc đầu em không đồng ý, nhưng mà Vinh mới nói là không sao, nếu mà hai đứa thương nhau thì bây giờ Vinh bán thì hai đứa làm mua lại. Cái bán xe hết, hai đứa không có xe để đi luôn. Thì ba em mới mua một chiếc xe cũ, một chiếc xe Attila cũ, chỉ có 1,000,000 thôi mà. Vinh thích đi coi lô tô quá thì mới rủ em từ ở trên Củ Chi xuống. Thì bình thường ở Củ Chi mà đi xuống quận nhất để xem lô tô á thì đi chừng tầm, nếu mà xe bình thường chạy thì chừng tầm 2 tiếng hơn xíu. Hai đứa em đi 4-5 tiếng đồng hồ mới tới, cái xe nó chạy không nổi luôn. Có lúc lên dốc ha, là phải đi xuống đẩy, rồi nhiều khi xe đạp điện nó còn chạy qua mặt em luôn. Rồi cũng có lần cũng là chiếc xe đó luôn, cũng là một kỷ niệm vui. Hai người ở nhà không có tiền, lúc đó là chưa có việc làm, bữa đó còn được 200,000-300,000 rủ nhau ra đi Củ Chi. Là nhà em là vẫn thuộc Củ Chi, nhưng mà để từ nhà em đi xuống thị trấn như trung tâm á thì cũng khoảng 15-20 phút. Thì hai người mới lấy chiếc xe chạy đi, mà chưa bao giờ chạy chiếc xe đó hết. Em mới nói là thôi đi rồi một chút đổ xăng. 1-2 rồi vô đổ xăng, đổ đầy bình xăng là hết luôn 200,000 đi về luôn. Phải uống, là chiếc xe uống thôi, em không có uống được gì hết trơn. Còn cái về chuyện mà Vinh rất là mê về lô tô, được. Thì cơ duyên nào để cho Vinh và em cùng nhau để đi hát chung một đoàn lô tô với nhau? Em mê lô tô trước Túc. Tại em mê rồi em mới đi coi, rồi em mới nói Túc rồi giờ mê lô tô quá không biết làm sao. Em với Túc, em mới nói Túc là thôi giờ tâm khỏi đòn luôn, kêu gọi đòn hát về hát cho mình. Em mới thành lập ra đòn lô tô luôn. Ôi, vậy là em với Túc đã từng có một cái đoàn hát riêng cho bản thân mình. Dạ đúng rồi. Lúc đầu thì Vinh có đề cập với em là sẽ làm đoàn. Thì em mới nói là mình chưa rành, với lại mình cũng chưa biết gì hết. Nhưng mà đam mê của Vinh nhiều quá thì tụi em bắt đầu đi tìm quán cà phê. Rồi tụi em hỏi được quán cà phê. Và lúc đầu thì tụi em có hai đứa em với lại ba bạn nữa, là tụi em bắt đầu thành lập nhóm là 5 người. Nói chung quá trình hát nó cũng trắc trở. Ngày đầu tiên tụi em làm được 2 ngày thì khán giả cũng đến đông. Nói chung là đa phần là những người đã biết tụi em rồi ở Củ Chi, là tụi em mở ở Củ Chi luôn. Thì sau 2 ngày đó thì tụi em bị ngưng hoạt động, tại vì quán chưa được phép hát với nhau. Là vừa những thứ bảy sáng chủ nhật là đi tìm một quán khác, nhưng mà tìm ở địa điểm khác, đó là ở Tây Ninh Chẳng Bàn. Thì vừa tìm được hỏi là vô hát luôn. Hát luôn buổi tối đó được chắc 5 người khách coi. Rồi lỗ, rồi cũng duy trì làm. Nó cực khổ nhiều lắm. Tại vì mỗi lần đi xin quán hát á là chủ nó khó khăn lắm. Lựa lời nói với người ta mới chịu cho mình hát. Mình hát xong ví dụ ta chịu rồi, nhưng mà cấp trên á không chịu. Tại vì khi mình hát thì người ta sẽ tụ lại đông, mà không phải ai cũng vô quán để ngồi. Nhiều khi người ta ngồi ở cạnh, người ta đậu xe người ta xem, thì ảnh hưởng giao thông, rồi ảnh hưởng nhiều thứ để cho mình phải ngưng. Xong cái điểm cuối cùng là ở cà phê Tân Tân ở Trảng Bàng. Xem em hát đó cũng hơn năm. Lúc đầu là hát ít khách lắm, gây dựng được từ từ. Lúc mà sắp thành công rồi là cũng không được hát nữa. Mà tụi em cảm giác như là đó là thành công của mình rồi, là mình đã kéo được một lượng khách cố định cho mình. Thì đêm đó tụi em vẫn hoạt động bình thường, cho đến khi tụi em hát gần tới vòng cuối cùng thì chủ quán mới lại nói là không cho tụi em làm nữa. Tại vì cái thứ nhất là đảm bảo dịch, là người ta sẽ cho mình hoạt động lại một ngày gần nhất. Nhưng mà sau vài tháng thì tụi em vẫn chưa được hồi âm. Sau cái khoảng thời gian dịch đó thì tụi em với Tú Quỳnh, hay em hay kêu bằng Tú Quỳnh tại vì bạn đi hát là bạn tên là Tú Quỳnh, em mới nói với Tú Quỳnh là thôi bây giờ đi xin đi hát đi. Nhưng mà bây giờ em phải nói với mấy bạn trong đoàn nữa, thì em mới nói với mấy bạn trong đoàn là bây giờ khả năng em không còn nữa, tại vì bao nhiêu tiền bao nhiêu thứ tụi em đổ vô hết rồi. Bây giờ để gồng gánh mà để cho mọi người phải ở với tụi em không có sức, mà tụi em cũng không thể nào ép mọi người ở lại với tụi em, tại vì mọi người ai cũng phải lo cho cuộc sống của mình hết.
thôi bây giờ ai cứ về công việc nấy đi, nếu như mà có duyên thì em vẫn gặp gỡ mọi người, vẫn trao đổi, vẫn chị với nhau nghe như là những ngày đầu. Còn bây giờ chắc tụi em phải đi tìm một cái đoàn nào đó để tụi em tham gia để tiếp tục cái niềm đam mê của tụi em. Thì ngay lúc đó thì Gánh Hát Loto Hương Nam mở cuộc thi Loto Got Talent, thì em bắt đầu đăng ký đi thi. Ủa Vinh ơi, cái đoàn Loto của em lúc trước là nó tên gì? Đoàn Loto Sài Gòn xưa và nay. Sài Gòn xưa và nay, và mình duy trì được bao lâu em? Dạ, 2 năm rồi. 2 năm, gần 2 năm. Thực sự là hôm nay không phải là cuối tuần, nhưng mà thực sự là anh đã từng coi túc ở trên YouTube rồi, hát Loto rồi, nhưng mà Vinh thì anh chưa có được coi. Thì bây giờ hai bạn có muốn chơi một cái thử thách này với anh không? Thử thách bây giờ là anh mời Túc và Vinh có thể hóa trang, mình hóa trang thành nữ, một cô đoàn hát, để có thể ngồi đây trò chuyện với anh và hát một vài đoạn của Loto để mình trò chuyện thêm, để cho khán giả hiểu thêm về Túc và Vinh. Dạ, được ạ. Ok. Dạ, yeah, rồi. Rồi, mời hai bạn. A few moments later. Tên tên. Quý vị khán giả có bất ngờ chưa? Nhưng mà đối với Myro thì cho nhìn với hình tượng này thật sự là rất là đẹp luôn mọi người ơi. Thì hôm nay thì xin mời mọi người cùng gặp gỡ hai cô đầu hát là Túc Túc và Tú Quỳnh. Thì bây giờ Myro có một thử thách cho Túc Túc và Tú Quỳnh, như vậy là Myro sẽ đặt một con số ngẫu nhiên thì Túc Túc và Tú Quỳnh có thể hát để cho mọi người biết được cái khả năng của mình đến với công việc Loto như thế nào nha. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị nha. Số 33, Tú Quỳnh. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây? Anh ơi đô thành, ở đây em sống không quen. Sao nè? Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Tàu đi tàu bó sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa. Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. 33, 33 còn 33, 33. 50. Số gì đây, cái đó mấy gì đây, 33 đó, 33 còn 33. Số gì đây, mây gì đây, cái đó mấy gì đây, mây gì ra. Đầu năm cô thắm đi chơi, tăng xuân chỉ có một ngày. Nhìn đời qua mắt nai tờ, tóc xanh cài qua già ly. Quần màu ngà áo bông bằng tờ, môi tô son vẽ lông mày cong, xuyến đeo đầy tai, mang già thiêu gắm cô vừa cười xinh tươi. Đã còn 50, còn 50, đã còn 50, còn 50. Cho anh xin thêm một số nữa nha, là số 22 đi. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây? Nàng là trinh nữ, tóc buông kín đôi vai gầy. Một làn môi đỏ, sao mắt nè? Chưa dấn dương vì ai. Chấm son gót nhỏ, đi tìm hương phấn cho đời. Trời xanh đá ăn bài ra 22. 22 còn 22. Cảm ơn Túc Túc và Tú Quỳnh. Mình hóa thân thành cô đoàn hát vậy, anh có thấy là như là Túc Túc là hình như là lanh hơn Tú Quỳnh luôn á. Dạ, Túc lanh lắm. em mê Loto trước Túc. Em dẫn luôn Túc vô nghề Loto, nhưng mà giờ Túc lanh hơn em luôn. Túc với Tú Quỳnh ơi, khi mà anh thấy hai em trong cái hình tượng này, thực sự anh rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc dùm cho hai bạn luôn. Thực sự trong cộng đồng LGBT của chúng ta, đúng là hai bạn có cùng quan điểm, anh là đã là tình yêu rồi, không phân biệt giới tính, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giai cấp, thì cứ yêu và đến với nhau, sống hạnh phúc với nhau thôi. Ở ngoài xã hội, nhiều người người ta đã giống như là dè biểu, người ta đã kỳ thị mình rồi, thì mình hãy sống cho bản thân mình. Mỗi người chỉ có một lần để sống thôi, nên là cứ sống hết mình, làm những gì mình thích, mọi người đều được thoải mái nhất, sống trọn với cuộc đời này. Tú Quỳnh ơi, cho anh hỏi là khi mà em quen Túc Túc thì Túc Túc với hình hài lúc nào cũng phải hóa thân thành cô đầu hát như vậy, thì em đã từng có những lời nói nào từ phía bạn bè hoặc là gia đình để làm cho em phải chành lòng, phải suy nghĩ về cái mối quan hệ này chưa? Lúc đầu cũng có. Lúc đầu phía bạn bè nói là hỏi là đã em là giả gái rồi, giờ quen bạn gái nữa sao để bạn gái giả gái nữa. Nhiều người nói lắm, em cũng buồn, nhưng mà tại vì hai đứa đam mê quá, đam mê công việc Loto quá, nên em coi như là không có gì xảy ra. Còn phía gia đình thì gia đình nói chung là không có nói gì nhiều, nhưng mà nói chung là em cũng ít về quê, nên cũng ít gặp ba mẹ em nhiều, nên chỉ lâu lâu là điện thoại thôi, nên ba mẹ cũng có nói dèm dèm vậy, nhưng mà em hiểu, chứ ba mẹ không có nói thẳng. Tú Quỳnh ơi, anh có một cái vấn đề này nè, anh nhìn em ở ngoài lúc nào cũng là yên lặng, nhưng mà anh biết là trong cái nội tâm của em lúc nào nó cũng đang giấu một cái chuyện gì đó. Thì hôm nay anh muốn là đang tại chương trình Real Life này để cho cái cả gia đình của mình hiểu rõ em hơn, thì em có bao nhiêu em cứ bộc bạch cái bản thân của mình ra. Bây giờ anh muốn em nói về cái chuyện lúc mà đầu em lập nghiệp, những khó khăn nào đó, em cứ trải lòng hết mình với anh để với khán giả để hiểu em hơn. Em lên đây
khoảng gần hơn 10 năm rồi. Em lên lúc 15 tuổi làm lên làm công ty mai, xong làm công ty mai thì em có khoảng một số vốn đó. Cái lúc đó là em chuẩn bị mở đoàn ô tô. Trong thời gian mở đoàn ô tô đó, là tuần nào diễn cũng lỗ, diễn thứ sáu và chủ nhật là 3 ngày đều lỗ hết. Diễn hơn nửa năm đó, là em hết cái khoản dư của em để em bù qua ô tô nữa. Nhưng mà niềm đam mê ô tô em còn nhiều. Trong lúc đó em có một người anh cũng ở Củ Chi luôn. Người anh đó thương em lắm, mà thấy em mê ô tô quá nên cũng có giúp đỡ em. Anh giúp cũng một thời gian dài, phải không có tiến triển nữa. Cái anh cũng nói là giờ anh khả năng anh hết rồi, có gì em tự xoay sở để hoạt động đoàn. Trong thời gian 2 năm làm ô tô em mắc nợ gần 70 triệu. Nói chung là khoản dư rồi này kia rồi em mất hết. Ba mẹ em dưới quê em cũng không lo được luôn. Em cũng vậy. Em chỉ chú tâm vào đoàn ô tô thôi mà cứ duy trì hoạt động hoài mà lỗ hoài vậy đó. Nhiều lúc đó, em nói anh hai ơi mua cho em cái này, mua cho em cái kia. Em cũng không mua được. Em nhớ hoài luôn, Tú Quỳnh kể với em là em Tú Quỳnh đi học không mua nước luôn, để dành tiền nè, cầm một cọc tiền lẻ đưa cho Tú Quỳnh. Khi Tú Quỳnh, anh hai ráng ăn nha, ăn để khỏe. Tú Quỳnh ơi, em có thường về thăm bố mẹ không? Dạ không anh, tại vì em làm trên đây cũng không có dư nhiều quá. Nên em một năm chắc em về được 2 lần quá. Trước Tết đến nay lâu lắm rồi em cũng chưa về quê được nữa. Tại mình làm mình thấy điều kiện mình không có, rồi xe cộ cũng không có. Nên về cái nhiều khi ba mẹ thấy vậy ba mẹ buồn. Cái họ hút về, chừng nào em hứa với lòng là chừng nào em có đầy đủ rồi em sẽ về thường xuyên với ba mẹ hơn. Nếu mà tại chương trình này á, anh biết chắc chắn là bố mẹ sẽ xem được á, thì em có một lời nói gì cho bố mẹ để bố mẹ có thể yên tâm về em ở trên đây không? Bố mẹ ơi, con trên đây con sống tốt, bố mẹ đừng lo cho con. Bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe và lo cho em của con được mạnh khỏe. Tú Quỳnh rất là kiểu như là rất là thương ba mẹ, muốn về lắm. Nhưng mà có nhiều khi tối em thấy Tú Quỳnh nằm suy nghĩ hoài, em mới nói là thôi đi về quê chơi một hai bữa đi. Cái Tú Quỳnh mới nói với em là để ráng đi, ráng hát thêm vài tháng nữa rồi có tiền rồi mà ít nhất cũng phải mua được chiếc xe khác rồi về cho ba mẹ, cho mẹ Tú Quỳnh yên tâm á. Thì ước mơ của Túc Túc và Tú Quỳnh là sau này hai bạn có muốn, thí dụ mà mình làm việc mà có tiền hơn, hai bạn có muốn kinh doanh một cái gì đó để cái cuộc sống nó mình ổn định hơn không? Em suy nghĩ là bây giờ chuyện đầu tiên mà em muốn là hai đứa ráng cố gắng đi hát, với lại em có nhiều show để thứ nhất là mua được chiếc xe khác, mua được một chiếc xe mới hơn để cho đầu tiên cho Tú Quỳnh được về thăm ba mẹ Tú Quỳnh nhiều hơn. Tại vì dù gì ví dụ như là em ở đây thì có về trên Củ Chi thăm ba mẹ em thì cũng là gần hơn là Tú Quỳnh về tới Bến Tre. Nên là em muốn là Tú Quỳnh về thăm ba mẹ mình nhiều hơn, có được chiếc xe khác. Khi mà rồi lo được hai thứ ổn định rồi đó thì mới suy nghĩ những cái chuyện lớn hơn được. Còn Tú Quỳnh, em có ước mơ gì về sau này không? Ước mơ sau này của em nếu mà được ổn định rồi, nếu mà ổn định rồi em sẽ mở một tiệm áo cưới, trang điểm, chụp hình rồi cho hai đứa làm. Tại vì hai đứa cũng biết về nghề trang điểm rồi nghề áo cưới. Tại vì anh của em cũng làm bên nghề áo cưới. Và anh chúc cho ước mơ của hai bạn sẽ thành hiện thực. Và hai bạn sớm sẽ làm có tiền thật nhiều để mua một chiếc xe để có thể cho Tú Quỳnh chở Tú Túc về thăm bố mẹ nha. Dạ, anh xin cảm ơn. Lớp 3, lớp 4 đã biết thích người ta rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Lớp 3, lớp 4 nha Minh Tuân. Trời, em có đám cưới linh đình luôn á anh. Wow. Thì cái ngày em đi phẫu á, thì em mới nói với mẹ là mẹ ơi, con phẫu nha, con còn thiếu một chút, mẹ có thể giúp đỡ con, cho con không? Có lẽ là mẹ không đồng ý hay sao, mẹ nói không. Em chèo một cái cây cao và em bị té xuống á. Em bị sợ độ cao. Rồi em mới chuyển qua, cái em mới quen một cái bạn đó là Led. Oh. Wow.
bất ngờ luôn. Thì tại sao mình không nghĩ tới cái chuyện là sẽ có một người đàn ông khác phù hợp với mình, mà mình lại phải chọn một cái người với một cái giới tính khác để mình quen, trong khi ở ngoài đời có rất nhiều người đàn ông mà. Cái mấu chốt là em không phải phụ nữ. Em không thể nào cho học đứa con để ràng buộc họ. Họ thương mình ở một thời điểm đó thôi anh. Cái gì đều không có giới hạn hết á. Mario và Minh Tuấn, chào mừng khán giả đang theo dõi chương trình Real Life phiên bản online. Và sau đây thì xin mời quý vị khán giả gặp gỡ một khách mời rất là mới trong chương trình Real Life. Chào em. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em nhé. Hello mọi người, xin chào anh Minh Tuấn và anh Mario. Em là Gigi, em đến từ Rạch Giá Kiên Giang. Em năm nay 28 tuổi. Câu nói đầu tiên thì anh phải khen em cái là em ơi, em đẹp chấn động luôn em ơi, rất là đẹp luôn. Gigi cho anh hỏi là tình hình dịch ở Kiên Giang sao rồi em? May mắn là được ngăn chặn sớm á, nên nó cũng không tới nỗi nào. Em ơi, thường dịch như vậy thì công việc của em ở Kiên Giang nó có những thay đổi như thế nào? Trước kia là em muốn bán mỹ phẩm và quần áo. Thì khi mà dịch á, thì những cái thứ đó người ta không cần thôi, không có sử dụng được nữa, nên em chuyển qua buôn bán đồ ăn á anh. Bán online cũng rất là ok luôn. Bây giờ chị thì 16, mọi thứ phải ngưng lại hết. Hiện tại giờ thì chỉ ở nhà để thực hiện tốt cái chỉ thị của nhà nước đưa ra. Rồi cho em hỏi Gigi là em có cái ngoại hình nữ tính này từ lâu chưa? Em chọn thay đổi cách ăn mặc, cái ngoại hình từ năm 20-21 tuổi gì đó, em cũng nhớ rõ. Còn từ khi em còn nhỏ đó, em có nhận ra mình khác biệt chưa Gigi? Có chị. Từ trong bụng rồi anh ơi. Nhưng mà tới từ bao lâu em mới xác định mình là người thuộc cộng đồng của LGBT? Hồi nhỏ thì cái hành động, cái lời ăn tiếng nói, cái cư xử, cái cách đi đứng của mình nó đã thể hiện ra mình là một người khác biệt với những bạn nam. Rồi lúc đấy các bạn có trêu chọc gì em không? Có chứ anh. Tại vì cái môi trường của em sống hồi xưa là ở đảo, ở quê. Thì anh biết rồi đó. Cho nên mấy đứa nhỏ cùng trang lưới với mình, nó thường nó thấy mình mà có những hành động lạ, lúc nào nó cũng cười cợt mình hết. Để lúc đó mình cũng còn nhỏ, mình chỉ nghĩ là người ta nói mình như vậy thì mình buồn thôi, chứ mình cũng không nghĩ là do mình là như vậy. Còn về gia đình của em sao? Gia đình của em có ý kiến gì về cái việc mà em hơi nữ tính so với các cậu con trai khác không? Tại vì từ nhỏ em không có sống với ba mẹ. Quê của em là Nam Du, mọi người có biết đảo Nam Du không? À, đảo Nam Du. Hai anh có đi ra đó chơi lần nào chưa? Anh chưa ra đảo Nam Du bao giờ, nhưng mà bạn anh thì đi nhiều rồi, anh có nghe nói. Có cơ hội mời mọi người đi ra ngoài chơi nha. Nếu mà không ở cùng với bố mẹ nhiều á, cho anh hỏi là cái người mà em dành nhiều thời gian ở thời thơ ấu của em á là ai? Nhà em á thì lúc đó thì ba mẹ cũng có của ăn của mặc thôi, nên ba mẹ cũng muốn bọn em có được cái những gì tốt nhất, thì ba mẹ đưa bọn em vào trong đất liền để bọn em đi học. Thì lúc đó là gửi ông bà nội rồi qua nhà cô chú ở. Cho anh hỏi là cái lúc mà em phát hiện ra bản thân của mình hơi khác biệt đó, lúc đấy em nghĩ mình là gay hay là em khẳng định luôn là mình là một người chuyển giới nữ rồi em? Hồi xưa làm sao mà biết được gay không gay anh ơi, ở quê mà chỉ biết là người ta nói mình BD thì mình BD thôi, hoặc là người ta nói mình bóng thì mình bóng thôi. Tới sau này biết xài điện thoại đồ thì mình mới tìm hiểu. Khi mà em tìm hiểu được về giới tính của bản thân đó là ban đầu em nghĩ mình là gay đúng không? Nghĩ là bóng, nghĩ là gay sao anh ơi. Tới 17, 18 tuổi lúc mà em đi học ngành tóc á thì em mới biết mình vậy là mình gọi là gay. Nhưng mà lúc đó Di có xác định mình là gay nam hay là mình có cái xu hướng là chuyển giới chưa Di? Hồi đó thì chưa, em chưa từng nghĩ là sẽ chuyển giới nha. Bởi vì cuộc sống này nó nhiều cái nó mắc cười lắm. Và chính bản thân em cũng không nghĩ là ngồi trước mặt mấy anh đây là cũng có hình hài như vậy đâu. Thế thì cái cơ duyên nào đem cho em đến với lại cái quyết định là em sẽ chuyển giới? Tình yêu. Không phải là tình yêu của em với một thằng con trai mà em chuyển giới để mà phù hợp với người ta nha. Cái đó là nó không có. Cái mà khiến em chuyển giới là do tình yêu của gay á, nó làm cho em bị mất lòng tin hụt hẳn á. Nên em chọn cái con đường chuyển giới. Tại vì em nghĩ
tình cảm gay nó không có, không phải là em quơ đũa cả nắm mà em nói về bản thân em thôi, em trả những gì và em thấy như thế nào thì em nói vậy thôi. Em là cái số mà kém may mắn đó, xui. Trong cái chuyện tình cảm mà lúc trước mà em quen gay á, thì cái điều mà làm cho em thất vọng buồn để em quyết định đến việc em chuyển giới là câu chuyện nó như thế nào? Em chỉ nói về riêng bản thân em thôi nha, chứ không phải là dạch ai ngồi xem lưng. Thì những cái bạn mà em quen á, đa phần là những bạn đó không chung thủy. Có thể là ham muốn họ cao, họ thích của lại hay sao á. Có rồi họ muốn có thêm, họ tham lam lắm. Em là cái đứa mà sống nghiêng về tình cảm, với lại em rất là an phận. Một khi mà em đã quen, đã thương ai, em xác định là người yêu của em rồi á, thì em chỉ một thôi. Em nói anh nghe, nồi nào thì dung lấy, ví dụ như em cái nồi vậy mà cái nắp dung khác làm sao mà đẩy được em, thì em... Thôi bây giờ nói về chuyện tình cảm của Gigi thì cho anh hỏi về mối tình đầu của em đi. Mối tình đầu của em là năm bao nhiêu tuổi? Trời ơi, nó nhỏ xíu à, học lớp 3, lớp 4 đã biết thích người ta rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Lớp 3, lớp 4 nha Minh Tuân. Có nghĩa là yêu sớm, thích sớm, rất là sớm. Nhớ đó đi học còn nhỏ xíu mà, lớp 3, lớp 4 gì thôi là đã thích mấy bạn nam rồi. Thích mấy bạn nam rồi, thích thôi, nhưng mà mình không có biết là cái đó là yêu. Như là gặp mấy bạn đó cái tự nhiên là mình vui lắm kìa. Ai ngủ chơi cái món gì mà có mấy bạn đó là chỗ hăng hái lắm. Và mình nghĩ là mến mộ người ta thôi, nhưng mà thì tới ngày hôm nay thì em nghĩ là từ lúc đó là mình đã biết rung động rồi. Rồi cho anh hỏi về cái mối tình đầu tiên mà cả hai người đều có tình cảm với nhau và đều được đáp lại á, là năm mười mấy tuổi em nhớ không? Năm em 17 tuổi. Em đi chơi với bạn đó thì bạn đó có quen với một cái bạn đó nữa, cái hai bạn đó mới không có quen nhau nữa. Cái bạn của em á mới rủ em á là ê tao với mày đi xuống chỗ bạn qua cái nhật bộ của tao làm. Hay gì nó không quen nhau nữa thì nó tránh nhau luôn đi, không có. Nó không quen nhau nữa mà nó vẫn muốn bẹo hình bẹo dạng trước mặt nhau vậy, nó muốn lạng trước mặt nhau đó. Thì nó mới rủ em đi thì cũng đang rảnh thôi đi luôn. Thì em vô tình em đi với bạn em xuống dưới cái thằng bồ cũ của nó thấy em, bồ cũ của nó mới thích em đi, mới lên tìm Facebook của em. Thì đó giờ có quen ai đâu, tự nhiên giờ tự nhiên có người nhắn tin làm quen mình. Trời anh ơi, anh biết cái cảm giác trong trúng số gì đó. Nói đó mình nghĩ đơn giản rồi, thường ngày người kia không quen nữa thì mình nhào vô bình thường thôi đúng không? Mình đâu có nghĩ là nó ghét mình. Trời ơi anh ơi, nó kiếm chuyện nó đánh em. Suy nghĩ lại, ủa sao mà vô duyên vậy trời, mày với nó không quen nữa thì thôi chứ mắc mớ gì đâu trời. Ủa mày ăn không được cái mày không cho người ta ăn luôn nè. Mày vô duyên vậy, tánh kỳ vậy. Em với người đó quen thời gian cũng ngưng nghỉ quen luôn. Ừ, nhưng mà cái chuyện tình đó tụi em quen nhau được bao nhiêu tháng? Lâu quá em cũng không nhớ nữa, nhưng mà chắc vài tháng thôi. Cho anh hỏi lý do tại sao hai bọn em không quen nhau nữa được không? Tại vì anh thấy tình yêu đầu tiên nhẽ ra nó cũng phải đẹp chứ ha. Thật sự thì đó với em nó rất là đẹp. Tại vì nó là một cái mối tình nghiêm túc. Tuy rằng nó không có dài thật sự nhưng mà nó là nghiêm túc. Anh có hiểu cái cảm giác lần đầu tiên mà mình nhận được một cái món quà từ người thương không? Nó những cái gì nó mới mẻ, nó là lần đầu thì lúc nào nó cũng sẽ rất là đẹp. Rồi cái mối tình nào làm cho em buồn đến mức mà em suy nghĩ đến cái việc chuyển giới? Thì em nói là em không nhớ chính xác là người nào nữa. Tại vì tất cả những cái mối quan hệ mà em có khi một khi chia tay rồi gặp mặt là em không gặp lại nha. Cái người yêu cũ là cái gì nó làm cho em sợ lắm kìa, em không hiểu nổi. Từ xa em gặp bóng dáng là biết gặp phải không phải em cũng không biết nữa. Yêu cầu từ xa gặp là dáng cao cao rồi nó chết. Người yêu cũ gọi là em trong mắt tiêu rồi đó. Hoặc là em thấy nó đi đường đó là em phải lẻn cái đường khác em đi rồi đó. Rồi cho anh hỏi là khi mà em là gay thì em đau khổ về chuyện tình yêu, em quyết định chuyển giới với hy vọng là sẽ hạnh phúc hơn. Thì sau khi em chuyển giới rồi thì em có hạnh phúc hơn không gì? No. Em cảm nhận thôi chứ không phải là nói rồi để mà mấy bạn chuyển giới giống em vô cái họ nói họ bác bỏ cái ý nghĩ của em nha. Tại vì cái này lại nói riêng cho em nha thôi, chứ không có đánh đồng với tất cả những bạn chuyển giới. Trước mà em chưa phẫu á, có lẽ là cái hormone nam trong người của em nó còn. Đến khi mà em phẫu rồi á thì cái tiết tấu nam nó không, có thể là nó không có sản sinh ra nữa. Như là em tiêm hormone á thì nó sẽ nghiêng về nữ hơn. Nội mà sáng nắng chiều mưa là mình đã biết mình đã khác rồi đó. Chứ hồi đó bình thường còn gay mình nó có vậy. Còn khi mà mình chuyển giới rồi á, đang vui tự nhiên cái buồn ngang xương. Bởi vì người ta hay nói phụ nữ á, vui buồn thất thường lắm. Mà thật sự đó là sự thật luôn. Mà dì ơi, lúc em chuyển giới xong vậy á, thì em có yêu một cái bạn trai thẳng nào đó mà em có nghĩ đến cái việc mà mình sẽ sống chung với bạn đó, có một cái đám cưới hoặc là xây một cái tổ ấm với một bạn đó như một cặp trai gái bình thường không? Trời ơi, em có đám cưới linh đình luôn hả anh? Wow. Đám cưới em hả, vui lắm luôn á. Nhà cha nhà gái hả, cho đồ bưng mâm rồi, trời ơi không có thua ai đâu nha. Hôm nay là cuộc đời em mà cái gì cũng trải rồi đó.
em có thể kể lại về cái câu chuyện tình cảm đó và cái đám cưới đó được không em? Có lẽ là do em bị xéo sắc hay sao á. Khi mà em phẫu thuật về giống như là em thay da đổi thịt luôn, tánh tình là thay đổi luôn, giống như là một đứa con gái mới lớn đó. Lúc đó tới khúc này là mình bỏ cái vụ mà gây ha, bỏ tất cả các mối quan hệ, bắt đầu là di di rồi đó. Vô tình em gặp bạn này, em mới thương bạn này. Cũng khổ lắm, tại vì người ta trai thẳng mà, mình không phải gái nữa. Cái khổ lắm mấy anh ơi, khổ mà hả, sắc bắt sang ban, khổ mà từ xưa tới giờ chưa từng khổ như vậy luôn. Lúc mà gây được thì thương, không được thì tan trường, chứ mình đâu có vướng bận gì đâu. Còn bây giờ không có, mình đã xác định thương ai, có mình đâm đầu với mình thương một người, một chết sống gì đó. Cái vô tình lần đó, cái bạn đó mới rủ em vô trong nhà bạn, bạn của nó chơi nữa. Thì em cũng vô, em nấu nướng ở nhà nọ kia vậy đó. Cái mẹ nó mới nói, trời ơi sao con giỏi quá, con làm dâu được rồi đó. Em được tí ngoại hình cũng dễ nhìn đi, mọi người nhìn em thì cũng mến em từ cái nhìn đầu tiên. Cái em nói, vậy thôi con làm cái dâu cô nha. Cái bà hỏi, bà nói gì nè, con chịu con của cô không? Đưa qua đẩy lại rồi cái về tự nhiên có suy nghĩ, trời. Không lẽ giờ mình đi quen người đó rồi đi chứ hả, gia đình ta cũng dễ, cũng chịu, cũng chấp nhận vậy 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 đó, hiếm ai được vậy lắm. Còn em thì em quen hoặc là em xác định em quen ai hoặc là em ở với ai thì em không có quan trọng đến cái ngoại hình, công việc hoặc là tiền bạc, tại vì sức mình có mình làm được, quan trọng là họ có cho mình cảm giác an toàn hay không và họ có chung thủy với mình hay không. Quen nhau có 1 tháng, người đó ngỏ lời nói mình cưới đi. Cái em không chịu đâu. Em nói thà là quen đi chứ cưới lỡ ở không bền nữa, người ta cười chết. Nam nữ đàn ông đàn bà đi cưới nhau còn ở không bền nữa, huống hồ chi người như mình. Cái nói không, em chết cái câu nói này của nó nè. Anh muốn cho em một cái đám cưới để mà người đời á, người ta tôn trọng em hơn, người ta không có miệt thị em, không có coi thường em nữa. Giờ cũng ok, cưới thì cưới. Cái mẹ nó cũng chu đáo lắm nha. Mẹ nó kêu là bây giờ con phải đi qua nhà của Duy là thưa với mẹ của Duy là cho phép hai đứa đi chơi quen biết rồi, giống như gái thiệt chứ đó. Rồi qua cái cũng mẹ em thấy cũng lịch sự, cũng biết điều, cũng lễ phép ha. Rồi ok, rồi đúng là quay qua cái mới nói chuyện hỏi cưới. Cái mới vô mẹ không chịu, mẹ nói quen thì ở với nhau đi chứ cưới gì, cưới lỡ họ không bền thì sao, mất công người ta cười. Cái mẹ nó mới điện thoại lên nhà mẹ, cái nhà nó mới lựa cái ngày đẹp đẹp, cái mua trái cây đồ qua nha, cũng giống như trai gái thiệt chứ đó. Nhưng mà ở với nhau không có bền, ở được từ ngày quen tới ngày thôi luôn, ở với nhau luôn á mới là 7 tháng. Nhưng mà nghe theo Di nói chuyện Di kể thì bạn đó rất là tốt và gia đình bạn đó cũng rất là ok, mà tại sao mà trong cái chuyện tình này là nó kết thúc như vậy Di? Nó đơn giản, có lẽ là không hợp nhau. Tại vì em muốn khi mà cái mối tình nó kết thúc đó, mình phải dành cái sự tử tế cho nhau chứ không phải là biêu yếu nhau nữa. Rồi cho anh quay về với câu chuyện chuyển giới của Di nha. Là cái ngày mà em quyết định chuyển giới á, thì em có nói chuyện với gia đình em không? Và bố mẹ em phản ứng như thế nào về quyết định đó? Cái tánh của em á, là em thích là em làm. Bản chất của em là cứng đầu, cố chấp. Thà là để cho em làm đi, khi mà thất bại á thì tự động em sẽ biết em sai. Ba em không có thích những người như em từ xưa rồi, nhưng mà mẹ thì là bình thường. Nhưng mà cũng không có ủng hộ. Khi mà em chuyển giới á, là có một anh bạn anh giúp đỡ em. Tại vì trước đây em chưa có từng suy nghĩ là em sẽ phẫu. Cái nghe người ta nói phẫu là sẽ bị tổn đến sức khỏe, sống không được lâu, giảm tuổi thọ. Thì anh bạn em mới vô tình mới biết được cái anh bạn đó. Thì anh mới nói là sao mày không phẫu đi, mày làm ngực mà mày không phẫu. Thì lỡ sau này mà mày có bệnh, mày vô bệnh viện ở trên mày vậy, tự nhiên mày dưới mày vậy nó rất là kỳ. Cái nói em không có suy nghĩ tới xa xôi tới mức độ như vậy. Cái tự nhiên về, tự nhiên suy nghĩ. Chắc có lẽ là tới giờ, tới ngày, tới tháng rồi, tới duyên để em phẫu rồi. Thì cái ngày em đi phẫu á, thì em mới nói với mẹ là mẹ ơi, con phẫu nha, con còn thiếu một chút, mẹ có thể giúp đỡ con cho con không? Có lẽ là mẹ không đồng ý hay sao, mẹ nói không. Mẹ buồn rất là buồn, tại vì luôn em mới nói với mẹ là con chưa khả năng làm được mọi thứ. Tại vì một khi mà con đã quyết định con đi rồi, là con chắc ăn là con đã đủ điều kiện để con làm rồi, chứ không phải là không đâu. Con nói với mẹ đây là để mà con muốn mẹ ủng hộ con, ủng hộ tinh thần con để con đi, con có tinh thần, con mạnh khỏe, con về. Rồi cũng may mắn là qua đó em phẫu về thì mọi thứ nó rất là suôn sẻ. Thậm chí là có những bạn phẫu trước em mà họ chưa lành nữa mà em đã lành rồi. Thế rồi một bạn phẫu tầm khoảng 1.5 tháng là mọi thứ nó mới ổn đúng không? Còn em không có, tầm 1 tháng em nó khỏe rồi.
Rồi cho anh hỏi là sau khi mà em chia tay với lại người chồng của em á, thì em có tiếp tục có mối quan hệ với lại những cái người khác với cái hy vọng là mình sẽ hạnh phúc không? Khi mà em đổ vỡ với chồng em á, em bị mắc lòng tin vô đàn ông. Có nhiều bạn bạn nam mến mình, theo dõi mình, Facebook mình, rồi khi mà mình vừa mới thôi chồng ra cái những bạn đó mới vô hỏi thăm này nọ kia là mình đã biết rồi. Nhưng mà ở thời điểm đó giống như anh mấy anh hiểu, em chèo một cái cây cao và em bị té xuống, em bị sợ độ cao, rồi em mới chuyển qua, cái em mới quen một cái bạn đó là Led. Quá bất ngờ luôn. Em nói ra có lẽ là, chắc có lẽ là em nói ra rồi đó, mấy cái bạn mà coi cái video này chắc nói em, chắc nói em quái lắm. Nhưng mà thật sự mọi người ơi, mọi người mỗi một cái cuộc sống riêng, mọi người phải trải qua cái cuộc sống của Di á thì mọi người mới hiểu là Di suy nghĩ cái gì. Rồi mọi người mới biết là tại sao Di phải chọn như vậy. Nhưng mà sự quen lét nó có gì xấu đâu. Họ thương mình mà, họ chu đáo, họ tốt với mình, có cái họ hơi ghen thôi. Di cho anh một vài cái ví dụ về tính ghen của bạn đó không? Tại vì á, anh vẫn phân vân là không biết là do bản thân Di làm cho họ ghen hay là chính bản thân họ tự ghen. Cái tánh em là gì, em hay giỡn. Nhưng mà khi mà em đã quen người đó rồi nha, là em sẽ cắt đứt tất cả các mối quan hệ kia, giống như là thậm chí Zalo là những tin nhắn cời gõn với mấy người kia là em xóa hết luôn. Ví dụ như hồi đó em quen cái bạn Led đó, hai đứa là ở riêng phòng trọ, em thích được ở riêng với bạn, em không có chê là phải ở nhà trọ gì hết, ở đâu cũng được, quan trọng là hai đứa ở với nhau. Tới giờ bạn đi làm, bạn nói là em đi đâu chơi đi, anh đi làm, thì em không có, em mới kêu là anh khóa cửa trái đi, em ở trong nhà bấm điện thoại chút xíu em ngủ. Cái này không phải là em không muốn đi chơi, mà tại vì em muốn cho họ đi làm, họ có cảm giác an toàn khi mà em ở nhà, em không có đi đâu hết. Nhưng mà có một cái vô tình đó là bạn hiểu sai về em. Tự nhiên hai đứa cự lộn với nhau đã, cái không có nói chuyện nữa. Tự nhiên cái vô tình đi ra đường chơi, thì thấy ai dán giống em, nó đổi thừa em đi chơi với trai. Trời Phật ơi, anh hiểu cảm giác của em, tức khủng khiếp. Thì còn thương mà cái cũng hàn gắn lại. Cái vô tình lần đó cũng chơi với bạn, rồi bạn nó hiểu lầm em, bạn nó bỏ em ngoài đường mà giữa khuya 1-2 giờ. Tự nhiên cái em đi cảm giác như là mình không có được tôn trọng. Em nói tại vì khi mà một khi họ thương mình, dù có chuyện gì nữa thì về nhà hai đứa nói nhau nghe, chứ đâu có cái cửa kiểu mà bỏ em giữa đường kiểu đó được. Cái em về em chặn hết tất cả luôn, cái họ cũng kiếm em, họ nói là anh nhớ em rồi, nó không nô. Ý nếu mà giờ em quay lại chẳng khác nào em cho anh cơ hội mà anh coi thường em. Gigi, nãy giờ anh thắc mắc như vậy nè. Qua những cái câu chuyện tình cảm của Gigi á, thì em nói là khi mà em mất niềm tin với gay thì em quen sang con trai, em mất niềm tin với con trai thì em quen sang lesbian. Thì theo anh á, không biết là nó xuất phát từ cảm xúc của em hay là chỉ là họ chỉ là một cái phương án em chọn khi mà em mất niềm tin vào một cái phương án khác. Cái tánh là em gì nè, em học cái giống như là em làm cái việc đó đó mà cảm thấy là nó không phù hợp với em nữa, em phóng công việc khác. Em suy nghĩ là nếu mà cái đất này nó không có nuôi em được á thì em sẽ tìm một cái đất khác. Nhưng mà ý nó là ở trong tình cảm á, nếu mà như vậy á thì nó khá là lý trí á. Thì khi mà em lý trí như vậy thì khi em quen họ, em có đầy đủ cảm xúc không? Em thương mà, một tại vì một khi mà em đã nói anh em, một khi em xác định em thương ai rồi là em thương họ rất là nhiều, em đặt họ lên hàng đầu luôn. Em thương hơn bản thân em thương họ tới mức độ mà quên luôn bản thân mình cũng cần được yêu thương nữa. Trong cái đó mình làm có đứa sống thiếu thốn tình cảm, nhưng một cái đứa là chịu nhiều cái thiệt thòi trong cuộc sống này. Mà tuần với giờ Di có biết không là Maro đã có hai người bạn chuyển giới nha, từ gay chuyển giới qua thành nữ. Lúc đó mọi người rất là khao khát là có một người đàn ông để đem cho mình một cái hạnh phúc, nhưng mà không phải. Sau những cái lần vấp ngã đó là hai cái bạn chuyển giới của Maro quen lesbian luôn, và tới tận bây giờ là tới 3-4 năm luôn á Di, rất là hạnh phúc luôn. Bây giờ anh hiểu được cái cảm giác của Di là khi một người không cho mình được hạnh phúc, mình sẽ tìm một cái đức khác để mình trồng cái cây của mình lớn hơn. Nhưng mà anh mong Di là đừng có mất phương hướng về cái chuyện tình cảm. Chắc chắn là em sẽ có một cái tình cảm xứng đáng với cái bản thân mình. Cho anh hỏi là tới nhiều tí xíu là trong cái chuyện quan hệ nha, gay với trai thẳng và với lesbian nó khác nhau như thế nào vậy? Nè, em kể cho. Gay á thì là từ hai phía, nam với mình á thì đa phần là mình nhiều hơn, còn với les thì với bạn les thôi. Giống như là nó tay vòng vậy đó. Với bạn les thì em, nhưng mà cho anh hỏi là khi mà theo cái câu chuyện mà Gigi kể á, thì cái chuyện giường chiếu á,
em không quan trọng bằng cái cảm xúc ở trong tình cảm đúng không? Em sống như vậy cả tình cảm hơn là cái chuyện giường chiếu. Mà em với bạn lét nó cũng hầu như là không có luôn, không có quan hệ. Chỉ là mình cho nhau cái cảm giác giống như là gia đình thôi, giống như là quan tâm nhau, chăm sóc nhau thôi. Cho anh hỏi một câu nữa về cái cảm xúc trong tình cảm của Gigi nha. Ví dụ như mình quen người đàn ông này không phù hợp, thì tại sao mình không nghĩ đến cái chuyện là sẽ có một người đàn ông khác phù hợp với mình, mà mình lại phải chọn một cái người với một cái giới tính khác để mình quen, trong khi ở ngoài đời có rất nhiều người đàn ông mà. Cái mấu chốt là em không phải phụ nữ. Em không thể nào cho học đứa con để ràng buộc họ. Họ thương mình ở một thời điểm đó thôi anh. Cái gì nó cũng có giới hạn hết á. Như là đàn ông anh cũng biết rồi đó. Muốn hơn không mà chứ đâu có muốn thua. Muốn thêm chứ đâu có muốn bớt đâu. Với Maro nghĩ là chắc Di là cần cái chuyện tình cảm hơn trong cái chuyện xác thịt với cái là với cái giới tính. Đúng rồi, quan trọng khi mà một mối quan hệ nào đó xuất phát, em nó không quan trọng là họ bao nhiêu tuổi, họ có công ăn việc làm như thế nào, họ xấu đẹp ra sao, thì đó em không quan trọng. Mà quan trọng của em đây là cái hành động cử chỉ của họ đối với em như thế nào, họ có tôn trọng em hay không. Tại vì hồi xưa thì tất cả các mối quan hệ nha, kể cả những bạn ở trên mạng mà muốn tìm hiểu, muốn nhắn tin cho em á, trước khi họ nói là hello em, chào em, anh có thể làm quen được em không, nhìn em dễ thương quá này nọ kìa, em sẽ phát họ một câu như thế này: anh biết gì về em chưa, em không phải là nữ, em là chuyển giới, anh cảm thấy nói chuyện được á thì mình nói chuyện, còn không thì thôi, em muốn anh biết rõ em là ai. Rồi hiện giờ tình trạng tình cảm của em là đang độc thân. Dạ, gần đây cũng có một bạn nam đó thích em. Nhưng mà sau nhiều lần đổ ngã, tự nhiên bây giờ em ngộ ra được là cuộc đời của em nó giống như một cái chuyến xe buýt vậy. Nếu mà không chở hành khách nào thì chuyến xe nó chạy rất là nhanh, mà bây giờ mà em mà dừng lại mà cho ai cơ hội để bước lên chiếc xe của em nữa là cái cuộc sống nó bị trì trệ lại, mà người tổn thương lại là em. Chắc có lẽ là em không dám nói trước điều gì, mà có thể hiện tại bây giờ có lẽ là chuyện tình cảm xin phép gác lời. Nếu mà số em may mắn, chờ ông có cho em gặp được một người nào thương em thật và người đó tốt với em thật thì em cũng vui vẻ đón nhận, còn không thì chấp nhận cuộc sống hiện tại cho nó khỏe hơn. Tại vì ngoài chuyện tình cảm thì mình còn gia đình nè, bạn bè. Vậy cho anh hỏi là cái ước mơ ở trong cuộc sống của em bây giờ và cái dự định cho tương lai của em là cái gì? Gì ước mơ của em là công việc của em nó càng ngày nó càng phát triển để mà em có thể lo cho gia đình, giúp đỡ được nhiều người. Thì giờ Myron nghe Di tâm sự rất là nhiều chuyện về chuyện tình cảm, cuộc sống và luôn cả những dự định tương lai, thì Myron nghĩ là thôi cái chuyện tình cảm thì cứ để duyên tự đến đi. Đó là nhưng bạn sự Myron diễn vẫn... Đúng rồi, nhưng mà Myron vẫn muốn Di sẽ có một cái hạnh phúc cho cái bản thân mình. Em ơi, đẹp ở một mình uổng lắm. Em luôn nhớ một câu này, em phải có hạnh. Nè, em nói cho nghe. Em phải có hạnh. Em không có bộ, em có đường dày đâu đó. Hoa chỉ đẹp thôi, không thuộc về ai thôi. Em biết tại sao Minh Kim hỏi câu phải không, phải không? Từ bị tới bây giờ anh vẫn thế em. Ôi, thấy một mình này, một mình rất là khỏe nè. Muốn ngủ thì giờ nào ngủ nè, muốn làm gì làm, muốn ăn gì ăn, muốn đâu đi. Em nói anh nghe, trước mặt anh nó lại mặc bộ đồ vậy thôi nha. Hồi trước hả, em mặc đồ sexy lắm. Trời ơi, ngực, eo, mông, đồ là ngon lành này nó kia. Trời ơi, có bộ đi không có đâu anh, bộ pyjama là từ sáng tới chiều luôn, không có mặc được bộ đồ nào khác hết á. Rồi hả, đi ra đường cũng hả, đeo khẩu trang chứ không phải mà tay rồi tôm tắt rồi phụ kiện này nọ kia đâu. Ủa nhưng mà sao em không có nghĩ tới vấn đề là em tìm được một người, người đó có thể chấp nhận em hết tất cả nè. Có thể đi ngủ cùng em, có thể đi ăn cùng em, đi chơi cùng em, có thể cho em trang điểm, make up, mặc đồ rất là đẹp, sexy. Sao em nghĩ tới vấn đề đó? Anh nói gì không có được. Tại vì cái bản thân em như vậy nè, khi mà em quen ai rồi em suy nghĩ cho người ta dữ lắm. Mình mặc bộ đồ này nè, ra đường người này người kia nhìn mình như vậy đó. Gì ơi, gì dạ. Thật ra như vậy nè. Ví dụ như là sẽ có những người đi, họ sẽ thích người yêu họ đẹp. Tại vì khi mà họ đi với một người đẹp, họ sẽ thấy tự hào chứ. Một người đẹp, một người nhiều người rất thích, nhưng mà họ đã chiếm được trái tim của em thì họ sẽ tự hào về điều đó mà. Thì từ đó em cũng hôm nay mấy anh nói thì em cũng ghi nhận thì cũng đúng, nhưng mà tại vì có lẽ là cuộc đời em nó chưa có may mắn gặp cái người đó hay sao. Bản thân của mình lúc nào trong đầu mình cũng suy nghĩ và ém cho mình cái suy nghĩ đó, mình là người không may mắn thì mình sẽ không bao giờ gặp may mắn. Em phải luôn nói là mình đẹp, mình may mắn, mình sẽ hạnh phúc. Em bị thiếu tự tin về bản thân mình, tại vì em hay có suy nghĩ nổi với cái suy nghĩ là
mình không phải là con gái, mình không có cái quyền mà đòi hỏi người ta quá. Một khi mà họ đã nắm tay mình, họ đã thiệt thòi rồi, mình phải vì họ hơn là họ vì mình. Là do một phần cũng do Di suy nghĩ nhiều quá. Dạ chắc có lẽ là vậy, em là đứa bị lo xa, bị suy nghĩ. Với phần em sống lý chính nhiều quá đó Di. Đôi lúc mình phải thả lỏng mình ra để mình đón nhận những cái mới và những cái mà người ta đem lại những cái tin đồn tích cực cho mình. Cái bạn nam hiện tại đang nhắn tin với em á, họ nói là em cho phép anh bảo vệ em nha, bù đắp lại những cái tổn thương mà người trước đã làm với em, mà thậm chí là em không tin. Lời nói thì em đã nghe quá nhiều, đầy luôn hai cái lỗ tai rồi, nhưng mà hành động thì em chưa thấy ai hết. Em muốn gặp được một cái người mà hành động thay vì là nói, chỉ cần họ bỏ chút xíu thời gian, họ quan tâm em chút. Thôi như vậy nè, thì qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay á, thì đầu tiên á, là anh chúc em với cả gia đình á, sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe và bảo vệ bản thân để vượt qua cái cơn đại dịch này. Thứ hai là anh hy vọng cho tất cả mọi cái ước mơ của em, giúp đỡ cho gia đình và cho những người có hoàn cảnh khó khăn á, em sẽ đều thực hiện được hết. Thứ ba là em phải củng cố được cái niềm tin của bản thân em vào tình yêu. Thì khi em tin á, em mới có động lực để em thực hiện nó. Và khi em thực hiện nó thì em mới có thể thành công được. Còn nếu như em suy nghĩ về nó quá tiêu cực thì em sẽ không bao giờ có động lực để tiếp tục. Và em không tiếp tục được thì không bao giờ em có kết quả hết á. Vậy anh ta có người yêu chưa? Anh có nhiều người chứ. Em phải hỏi là hiện tại bây giờ anh Tân có người yêu chưa mới đúng chứ, em hỏi là anh Tân có người yêu chưa là lúc trước anh Tân có. Ở thời điểm này thì anh Tân như thế nào? Khi nào anh là khách mời của Real Life thì anh sẽ trả lời câu hỏi của Di Di. Đó, đó là trả lời em rồi. Mario nhớ nha, mình mốt nhớ rồi hỏi giùm em câu này nha. Ok em. Rồi Mario có lời nào muốn chúc đến Di Di không? Di ơi, em phải bớt tiêu cực lại, em phải luôn nghĩ mình là mình xứng đáng có được hạnh phúc thì em mới có được hạnh phúc. Và anh sẽ mong chúc em khi cơn đại dịch Covid này qua đi rồi, công việc của em sẽ tốt hơn và em tìm được một người có thể yêu thương em và ở cạnh em. Thẳng đây chương trình đó, em muốn gửi đến cả mọi người xem chương trình này. Mọi người ơi, hãy có một cái nhìn thiện cảm về những cái bạn chuyển giới như Di. Tại vì để có được một cái cuộc sống như ngày hôm nay, ví dụ như em nói của em thôi nha, thì em phải trải qua rất là nhiều cái lần mà mổ xẻ đau đớn, với lại nhắn nhủ với những cái bạn mà dự định chuyển giới hơn. Hãy là chính mình, nỗ lực từng ngày, cố gắng lên rồi sẽ được. Tại vì có nhiều bé nó cứ vô bình luận hoặc là comment hoặc là nhắn tin rồi em không biết khi nào mới được như chị. Thì em muốn nói là hồi trước chị cũng như bọn em thôi, cũng là một con số 0 thôi. Em chúc tất cả mọi người làm chương trình đó sức khỏe, chúc tất cả các mọi người trên Việt Nam này sớm vượt qua được cái đại dịch. Rồi, anh cảm ơn Di đã tham gia vào chương trình Real Life ngày hôm nay và cũng xin cảm ơn khán giả đã theo dõi tập Real Life này.